xin giới thiệu với mọi người, đây là ngã năm ấp Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và đây là miếu ông Hoàng. Cô ơi, ngày mấy thì mình cúng miếu ông Hoàng cô? Ngày 16 tháng 3 âm lịch, là sắp tới đây còn 11 ngày nữa phải không cô? Thường là bà con nơi đây họ đến họ cúng hả cô? Thì cũng như ai mà có ăn chức tưởng có thì nói chung là ngày cũng không bằng ở shop mình ở đây thì đều đều mà nó ở đây hoặc giá ở xa nữa có cũng hay cũng vậy. Dạ, thường mình có những cái hoạch cúng như thế nào á? Cũng như bữa rằm thì mấy cô cúng chay. Dạ. Còn bữa thường sáng thì hồi đó giờ ở đây là nó có thường lệ rồi, hồi đó tới giờ là hồi chưa có mấy cô lận là cúng ông Hoàng là ngày 16, là ngay bữa 16 là phải cúng mặn, cúng cho binh gia của ông là một con heo. Dạ. Còn bữa rằm thì mình cúng chay, mình nấu chè nấu sôi rồi mình cúng cơm chay. Dạ. Còn nào 16 cũng nấu cũng vài chục mâm, từ 20 mâm trở lên. Dạ. Đông người tham gia không cô ha? Đông.